HK Cansimac, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoàng Khang Healthcare. Hỗ trợ người cao tuổi có biểu hiện loãng xương, trẻ em có biểu hiện còi xương, chậm lớn, chậm phát triển. Bổ sung canxi, vitamin D3, K2 cho cơ thể giúp xương và răng chắc khỏe. Người có biểu hiện giảm canxi máu, phụ nữ tiền mãn kinh. Sản phẩm HK Cansimac còn hỗ trợ giúp phát triển chiều cao, giúp giảm nguy cơ còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn. Vì sản phẩm có những thành phần nhập khẩu như canxi từ sữa nhập khẩu Mỹ, tảo biển đỏ lithothamnium với 32% canxi nhập khẩu từ Anh. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người mẫn cảm kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của thuốc.